là chương trình hoạt động năm học. Mỗi người dân mặc đồ đẹp phải dùng thể thao cho các trường năm. Đoàn chủ tịch trường Ba Phương Mạnh để đánh giá thống nhất đảng. Đồng Phương Mạnh, vị nhân viên kính yêu của dân tộc. Thầy cô cùng toàn thể các bạn. Chào các em. Hello everyone. Cô xin chào các em, chào tất cả các em. Còn từ đó các Sài Gòn tức là thành phố Hồ Chí Minh trước.